Em không thể hiểu nổi ca sĩ nổi tiếng như anh mà không có được một đồng một cắc trong ví. Thế hôm nay không có em thì anh định làm thế nào? Thì lâu lâu phải cho người ta lỗi kỹ thuật chứ. Bình thường anh hát một bài thôi là dư trả ở chỗ này rồi đó. Ừ, rồi thì ở lại mà hát đi. Xem người ta có cho về không? Một tuần làm việc của em bay qua cửa sổ rồi đấy. Rồi, mai anh trả tiền liền. Cứ càm ràm với vợ anh vậy. Nè, ngồi cho đàng hoàng á. Có chuyện gì cái là chịu trách nhiệm cuộc đời tôi à. Vậy như chắc vô. Ừ. Đó, mình nói rồi không nghe người ta. Em, cái nút không thấy. Em mắc nợ anh hay gì ấy. Không mất cái mũ mà cũng không cởi được nữa. Mắc nợ hả? Trả nè. Lấy được chưa anh? Nghe tiếng cái cọc luôn á. Rồi cho anh.